Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là gì nhỉ, hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Cũng chỉ còn 3 hôm nữa thôi là cũng Tết Dương Lịch rồi. Thì các bạn là nhanh tay sắm một chiếc điện thoại cũ giá rẻ về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các bạn để xài cũng rất là ok các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ live stream bán điện thoại cũ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn là chiếc con này là con Oppo R1 nhé. Các bạn, con này là Oppo R5. Đây, con Oppo R5, cái con này thiết kế cực kỳ là mỏng này. Đấy, con này là thiết Oppo R5, con này là đời đầu các bạn nhé. Đấy, Oppo R5 con này là đời đầu. Con này thì thiết kế cực kỳ là mỏng này. Đấy. Đây, con này là Oppo R5 này. Oppo R5 cái ngày đấy, cái kiểu mà ngày con này mà mới ra ấy, của nó là mấy triệu ấy, gần chục triệu đấy. Con Oppo mà lúc mà thời điểm nó mới ra con này là gần 10 triệu các bạn nhé. Thì là con này là màn hình của nó là màn hình AMOLED nhé. Đấy, màn hình của nó là màn hình AMOLED luôn. Cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời. Đấy. Đấy. Cam thì rất là selfie, rất là nét luôn. Đấy. Con Oppo R5 này thì tất cả là máy bình thường. Tình trạng là chỉ bị nứt mỗi tí kính cam các bạn nhé. Đấy. Con này chỉ bị nứt kính cam nhé, nhưng mà chụp ảnh thì vẫn bình thường các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán với giá là 1 triệu đồng nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Con Oppo R5 này thiết kế cực kỳ là mỏng. Đấy. Cái này cũng có thể thay được chứ, nhưng mà mình mua thế nào mình bán luôn cho bạn đây. Đấy. Về các bạn cũng tự thay, thì cam là chụp bình thường các bạn nhé. Chỉ có mỗi là nứt kính camera này thôi. Con này thì bên mình đang bán với giá là 1 triệu đồng của Oppo R5 này các bạn nhé. Con này thì hàng cực kỳ là hiếm và độc các bạn nhé. Oppo R5 này, con này là 1 triệu đồng các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về là con này là con Samsung Z7 Pro. Đấy, Z7 Pro thì đây. Nhà mình nay lại vừa mới về được con này xong. Con này là Samsung Z5 Pro. Con này là Samsung Z5 Pro. Cấu hình con này là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Đấy. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này thì màn hình của nó là Super AMOLED nhé. AMOLED nhé, màn hình của nó là AMOLED nhé. Đấy. Đấy, con Z5 Pro này, Z5 Pro này thì ngoại hình con máy này còn 90%. Đấy, con này thì bên mình đang bán bằng giá là 1,4 triệu nhé. Đấy, con này thì là bản hàng một SIM. Con này thì bên mình đang bán bằng giá là 1,4 triệu các bạn nhé. Con Samsung Z5 Pro. Đấy, Z5 Pro bên mình đang bán bằng giá là 1,4 triệu các bạn nhé. Con này là bản Hàn Quốc các bạn nhá. Đấy. Đấy, được cái là màn hình của nó là màn hình AMOLED nhé, cho hiển thị hình ảnh thì cực kỳ là sắc nét. Bên mình đang bán mọi giá là 1,4 triệu thôi các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro đấy các bạn nhá, hàng mình sớm nhất nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được một chiếc con này là con Sony Xperia Phone thì con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB, cấu hình con này là gì nhỉ, con này thì là chạy chip Snap các bạn nhé. Con này là chạy chip Snap là 820 là phải, con này là chip Snap 820. Con này là Sony này là máy của hãng Nhật nhé, nói chung là hàng Nhật các bạn cũng đã dùng rất là bền các bạn nhé. Ngoại hình thì con này còn 90%. Con Sony Performance này màu gold này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1,550,000 đồng các bạn nhé. Đấy, nhiều bạn chắc là nghe lóng tai nào mà mất là 1,150,000 đồng. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 1,550,000 đồng các bạn nhé. Solid Performance này, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, máy đẹp len keng xà beng luôn. Nói chung là dòng Sony các bạn dùng rất là thích nhé. Đấy, bên mình đang bán cho bạn giá là 1,550,000 đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Solid Performance này các bạn nhà hàng liền sớm nhất nhé. Con này dùng cực kỳ là bền này. Đấy, bên mình đang bán cực kỳ là chạy các bạn nhé, mà giá cực kỳ là rẻ. Đây. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là con Samsung S8 Plus. Đây. S8 Plus thì là màn hình con này là 6,2 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Độ phân giải màn hình của nó là 2K này. Đấy. S8 Plus, con này là bản Hàn nhá. Con này là bản Hàn mặc định của nó là một SIM hay là hai SIM. Mặc định là một SIM hoặc hai SIM.
Đấy, mặc định của nó là một sim, các bạn nào muốn dùng hai sim thì mình sẽ lên hai sim cho các bạn nhé. Đấy. Đấy. Cấu hình vậy, xem con này mình sẽ xem nó là RAM bao nhiêu ghi. Như là RAM 4 hay sao. Đấy, con này là RAM 4 GB, bộ nhớ trong con này là 64 GB các bạn nhé. S8 Plus này, đấy, S8 Plus con này là máy Hàn nhá. Đấy. Ngoại hình thì con này còn 90% luôn. Đấy, ngoại hình con này 90%. Con S8 Plus Hàn này thì là màn hình của nó độ phân giải 2K cho hình thành cực kỳ là sắc nét nhá. Đấy. Đấy, camera thì khỏi phải chê luôn. Tại vì cái màn hình nó đẹp, và cái màn hình này, màn hình độ phân giải 2K nó rất là sắc nét các bạn nhé. Đây. Tình trạng thì là con này thì là màn hình đẹp nhé, không ám nhé, nó chỉ bị hơi bị đốm một tí thôi. Đấy. Không ám, nó chỉ bị hơi bị đốm này một tí thôi. Đấy. Đấy. Chỉ bị đốm tí tí đi đây thôi các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 3.200.000 các bạn nhé. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.200.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 Plus này các bạn, hàng là sớm nhất nhé. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.200.000. Đấy. Đấy, dùng cực kỳ là sướng, chỉ đốm tí đấy các bạn nhé. Đấy, 3.200.000 các bạn nhé. Rất là phê các bạn nhé. Đây, S8 thì S8 nhà mình còn một chiếc các bạn nhé. S8 con mình còn một chiếc này. Cấu hình thì cũng là con này là RAM 4 GB, bộ nhớ trong là 32 GB. Con này thì màn hình con này thì hơi ám nhẹ một chút thôi các bạn nhé. Con S8 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.900.000 nhé. Đây, RAM 4, bộ nhớ 64 GB, màn hình cũng là tràn viền 5.8 inch, độ phân giải của nó là 2K các bạn nhé. Đây, RAM 4, bộ nhớ 64, ngoại hình thì còn máy còn 90, trên 90%. Con S8 này thì bên mình đang bán với giá là 2.900.000 nhé. Đấy, màn hình con này thì là hơi ám nhẹ một chút, bên mình đang bán là 2.900.000 nhé. Ôi trời ơi. Và đây là con Vivo, con này là Vivo gì nhỉ, i91C, RAM 2 GB, bộ nhớ trong là 32 GB. Con Vivo i91C thì màn hình của nó là tràn viền, màn hình của nó tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Con này thì ngoại hình còn 90, trên 90%. Con này thì bên mình đang bán mạng giá là 1.700.000 các bạn nhé. Con Vivo i91C là 1.700.000 nhé. Đã. Máy rất là đẹp, đẹp đen keng luôn. Ui. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình lại về con này, con Samsung A10s. Đây, Samsung con này là Samsung A10s nhé. A10s thì con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Cấu hình cũng là RAM 2 GB, bộ nhớ trong là 32 GB nhé. Con A10s này thì pin cũng 4000, hơn 4000. Màn hình cũng là giọt nước 6 inch, hơn 6 inch. Con này thì là ngoại hình thì là máy vỏ cũ, sức cũ theo thời gian nhé. Đấy. Con Samsung A10s này thì bên mình đang bán loại giá là 1.500.000 nhé. Con này thì bên mình đang bán loại là 1.500.000 con Samsung A10s này nhé. Dạ. Và con này là con A1K. A1K thì con này cũng là 1.700.000 nhé. RAM 2 GB, bộ nhớ trong là 32 GB. Con này thì máy màu đỏ nhé, ngoại hình còn 90, trên 90%. Con A1K này thì bên mình cũng bán cho bạn giá là 1.700.000 các bạn nhé. RAM 2 GB, bộ nhớ trong là 32 GB, 1.700.000 các bạn nhé. Đây, và con này mình còn mấy con nữa cơ, nhưng mình đang tự nhiên mình dịu ngớt người. Và con này là con gì nhỉ, Nokia 105. Con này vừa hôm nay thầu khách xong. Con này thì mình sẽ bán cho bạn giá là 200.000 nhé. Đấy, Nokia 105 này 200.000. Các bạn mua về là một máy phụ chống cháy nghe gọi rất là ok nhá, 800 cho các bạn nhá. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Và bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại clip tối ngày mai các bạn nhá.